Trấn Thành bật khóc giữa ồn ào Tố Vô Ơn, tôi là một thằng ngu không tính toán. Kể từ khi công chiếu, dự án Bố Già, phiên bản điện ảnh của Trấn Thành đã thu về những thành tích đáng nể, khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Đặc biệt, để ăn mừng cho chiến thắng này, tối qua 24 tháng 3, Trấn Thành cùng dàn diễn viên và ekip điện ảnh Bố Già đã tổ chức một buổi tiệc ăn mừng dự án đạt doanh thu 100 tỷ. Đồng thời, đây cũng là lời cảm ơn mà nam danh hài muốn gửi đến những cộng tác của mình trong suốt khoảng thời gian qua. Tôi đã tự nhủ với mình là không phát biểu gì nữa. Tôi không muốn phát biểu vì lời nói nào cũng bị bóp méo, bị bẻ cong. Mỗi lần trở thành nạn nhân như vậy, tôi đều tự trách bản thân mình rằng tại sao mày vẫn nói và nói rất nhiều, mày thừa đủ thông minh để kiếm một chuyện khác bình dị, nói một cái gì đó chung chung, tại sao mày không làm được? Anh cho rằng bản thân không muốn phát biểu nhiều trong mỗi lần họp báo vì lần nào nói cũng bị đảo lộn và đó không phải là con người của mình. Tại sao mày vẫn thể hiện ra, tại sao mày vẫn nói rất nhiều để người ta có cơ hội hại mày? Khi tôi mở miệng ra, tôi chỉ muốn chia sẻ những gì tôi nghĩ trong đầu. Nó bảo tôi làm thế nào thì tôi làm theo như thế. Tôi là một nghệ sĩ, quý vị tưởng tôi tính toán à? Không, tôi là một thằng ngu. Tôi vô cùng ngây thơ trước tất cả mọi thứ và nó mang đến cho tôi rất nhiều tai tiếng, hiểm họa trong cuộc đời tôi. Đồng thời, nam diễn viên cũng khẳng định mình không phải là một người mạnh mẽ về cảm xúc nhưng anh vẫn chấp nhận mọi thứ vì đơn giản. Quý vị nghĩ tôi mạnh mẽ? Không, tôi âm thầm bước qua những điều đó, chỉ có tôi mới biết được thôi. Nhưng tôi không oán trách. Cuộc đời mà, muốn đứng ở vị trí người khác không đứng được thì phải chịu những nỗi đau người khác không chịu được. Nam danh hài đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc nức nở trên sân khấu vì mọi chuyện đi quá giới hạn, sức tưởng tượng của bản thân. Tôi không có quyền than trách, chúng ta đã làm phải chấp nhận những chuyện khác sẽ đến. Tôi không có lý do gì để biện minh cho cuộc đời mình cả. Đã chấp nhận vị trí là một người nghệ sĩ thì phải chấp nhận khen chê phê bình. Khi bạn nhận được, đâu có ai đòi lại của bạn, nên khi mất cũng đừng có than vãn. Vì thế tôi âm thầm chịu đựng những điều đó. Tôi nghĩ đó là những gì cần thiết kèm theo của một kiếp người với những nỗi đau để làm tiền đề cho những điều tốt đẹp khác xảy ra. Để có được những điều tốt đẹp tôi sắp làm, tôi chấp nhận nỗi đau này một cách tự nguyện. Đặc biệt, sau những giây phút rộn ràng cùng những màn ba sang cấp vốn, rút thăm trúng thưởng, Trấn Thành đã không ngần ngại nói về những ồn ào không đáng có của mình vừa mới xảy ra. Tôi không tin rằng chúng ta hạnh phúc với một món tiền làm người khác đau khổ. Tôi không tin điều đó tồn tại đâu. Tôi chỉ muốn nói thật trái tim mình, không đả kích ai hết. Truyền thông và nghệ sĩ luôn là mối quan hệ cộng sinh, chúng ta có nhau và cùng nhau đi lên. Tôi không giận ai trong cuộc đời này cả, kể cả những người viết rất xấu, rất sai về tôi thề với quý vị. Trong cuộc đời mình, tôi gặp quá nhiều người, tôi không đủ trí nhớ để nhớ mọi người, nên tôi không biết quý vị là ai để giận. Tôi chỉ buồn thôi, buồn vì sự bất công. Dĩ nhiên không ai cho mình sự công bằng. Công bằng là thứ không thể có mà chúng ta phải tự đi tìm. Một lần nữa, tôi cảm ơn những gì xảy ra trong cuộc đời tôi để tôi ngày càng trưởng thành. Tôi sẽ tiếp tục như thế, ngây thơ, khờ dại cũng được. Tôi sẽ tiếp tục là một nghệ sĩ sống hết mình, làm tròn bổn phận của tôi. Khi tôi gieo được mầm tích cực là tôi hạnh phúc. Nếu như trước đó, trên mạng xã hội dậy sóng trước thông tin cho rằng Trấn Thành là người khó gần, không cởi mở với mọi người xung quanh, thì tại sự kiện lần này, dường như mọi tin đồn trên hoàn toàn sai sự thật. Trấn Thành mong muốn mọi người, khi viết một điều gì đó về người khác, hãy suy nghĩ thật kỹ và đặt chính mình vào trường hợp của người khác để hiểu rõ cảm xúc đó. Hiện tại, Bố Già vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các suất chiếu của phim đều trong tình trạng kín rạp. Doanh thu từ dự án lần này đã vượt qua con số 300 tỷ đồng và dự đoán sẽ còn tăng cao trong vài ngày tới. Có thể nói, thành công từ Bố Già đã một lần nữa khẳng định tên tuổi, sức hút và tài năng của Trấn Thành trong làng giải trí Việt Nam.